trong mắt cửu đảo trắng dã ánh mắt đã không còn tiểu cự sợ hãi lẩm bẩm bạch tiểu thuần phương lâm nhận thấy mình không phải là đối thủ của bạch tiểu thuần hắn nhân cơ hội y đối phó với cửu đảo liền bỏ chạy thoát thân bạch tiểu thuần không thèm đuổi theo ngay y chỉ khinh thường liếc mắt rất nhanh hắn đã bị bạch tiểu thuần tiễn về miền cực lạc cùng đống đầu lâu phương lâm nhưng ngay lúc này một hồn hỏa màu đen xuất hiện từ cơ thể tan vỡ của phương lâm bay vụt lên ý đồ đào tẩu bạch tiểu thuần nhìn theo bóng đen đó hét lớn ta muốn xem thử ngươi còn có thể làm được gì nữa dứt lời y đã đuổi theo sát nút hồn hỏa không rời ý đồ muốn diệt cỏ diệt tận gốc. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị tóm lấy nó, thì bất ngờ một khuôn mặt khổng lồ lộ ra từ trong hồn hỏa kia, nhưng lại không phải gương mặt của Phương Lâm, mà là một gương mặt nửa đen nửa trắng vô cùng quỷ dị. Tiểu Thuần nhìn chằm chằm hồn hỏa trước mặt, ánh mắt lóe lên sát khí. Bạch Tiểu Thuần bộc phát thủy chạch quốc độ, những tia nước bắn ra từ phía, giọng nói quỷ dị truyền đến, dù thế nào đi chăng nữa thì Bạch Tiểu Thuần, Phương Lâm ta có một người đồng hành có ý tứ cùng thế hệ như ngươi, ta chết cũng không uổng phí đời này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lời vừa dứt hồn hỏa cũng tự tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, giả thân giả quỷ đám đệ tử nhì khuôn mặt như tu la địa ngục của bạch tiểu thuần dọa cho hồn bay phách lạc hết hồn chim én chỉ sợ người nghèo tiếp theo sẽ là mình cả đám cắm đầu cắm cổ hò nhau mà chạy cách đó không xa kẻ vốn dĩ đã đi đắp chiếu cửu đảo ấy thế mà vẫn còn sống hắn cắn răng chịu đựng cơn đau cất giọng nguyền rủa bạch tiểu thuần sau khi chúc cơ thành công ta sẽ cho người đẹp mặt bạch tiểu thuần mặc dù biết cửu đảo đã trốn thoát nhưng hắn cũng không muốn đuổi cùng diệt tận vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm hắn cho rằng con hàng cửu đảo chỉ là một con chó đi lạc mà thôi Trước tiên xem sư huynh đệ của ta thế nào đã. Bạch tiểu thuần vọt bay đi về hướng đồng môn của linh khê tông đang điện mạch trúc cơ. Hắn nhẹ đặt tay lên người hầu vân phi kiểm tra, cảm thấy năng lượng điện mạch chi khí hơi thấp, có vẻ như ta phải giúp đỡ sư huynh thêm chút nữa rồi. Hắn muốn hầu vân phi nhanh chóng tăng tốc độ hấp thu. Ánh mắt hắn liền hướng về phía xa xa, nơi đang diễn ra triều tịch lần chín, tống khuyết ở bên đó có phải không nhỉ? Hiện giờ người còn triều tịch duy nhất chỉ có con hàng này, do đó muốn chiếm đoạt thì chỉ có từ đó mà đánh. Vòng xoáy triều tịch ở nơi đó đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ gần như hấp thu địa mạch chi khí trong toàn bộ thế giới này hội tụ lại. Trong tích tắc Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định, một tay hắn khẽ đặt lên vai Hầu Vân Phi, rồi khẽ mỉm cười giống như mùa xuân, cũng giống như chắc như ăn bắp. Hắn nhớ đến mặt mặt xấu xa và tâm địa rắn rết của tên Tống Khuyết mà tức hộc máu, bây giờ không ăn miếng trả miếng thì còn đợi đến lúc nào? Lúc trước ngươi thúc giục người khác tới giết người của ta, ngăn cản chín lần triều tịch của ta, không đáp trả lại ngươi thì không phải phong cách làm việc của Bạch Tiểu Thuần ta. Ngăn cản chín lần triều tịch của ngươi sẽ giúp cho Hầu Vân Phi sư huynh có thêm được địa mạch chi khí. Bắc Hàn liệt hít vào một hơi, hắn nhìn cái là đã hiểu ý định của bạch tiểu thuần và cũng hiểu sự chân chờ của hắn vì vậy liền mở miệng bạch tiểu thuần ngươi đi đi ta và ngươi tuy rằng có ân oán riêng nhưng mà ta cũng không muốn huyết khê tông có một vô cực tử thứ hai ngươi cứ đi ngăn cản tống khuyết ở đây đã có ta bảo hộ cho các đồng môn huynh đệ nghe được lời đảm bảo này tiểu thuần đã không còn chút do dự nào hắn cười vui vẻ nói được rồi vậy thì hãy đợi cho tới lúc ta quay trở lại nhé sau khi ta ngăn chặn được 9 lần triều tịch của tống khuyết thì địa mạch trúc cơ của hầu vân phi sư huynh nhất định sẽ thành công hầu vân phi nhìn dáng vẻ này bạch tiểu thuần thì thầm cười đây có phải là đỉnh cấp của địa mạch trúc cơ không hắn quả thực rất bình tĩnh đến đáng sợ còn xem chuyện này giống như lấy đồ trong túi vậy lúc này bạch tiểu thuần đã quay người đạp không mà đi thẳng đến chỗ tống khuyết không chút do dự giờ phút này trận pháp ở chỗ tống khuyết đang bị quỷ nha và thượng quan thiên hữu liên thủ oanh kích thanh âm truyền ra làm bốn phía chấn động trận pháp đã có dấu hiệu vỡ vụn từng tầng nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy bóng dáng bên trong của tống khuyết chứng tỏ vòng bảo hộ của con hàng này chưa có chút si nhê gì cả quỷ nha và thượng quan thiên hữu đã có dấu hiệu mệt mỏi do liên tục tấn công không ngừng nghỉ nãy giờ tống khuyết ở bên trong trận pháp nội tâm cũng vô cùng sốt ruột độ xanh rau má nhanh hơn một chút ta không thể sống sót được nếu như không điện mạch trúc cơ thành công những người trong thế giới này không hề hay biết vẫn kiếm thế giới đang bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ hiện tượng này vô cùng quỷ dị trên trời vòng xoáy triều tịch thứ 9 của tống khuyết đang gia tốc chuyển động đột ngột có một vệt cầu vòng từ khâu trung gào thét mà đến bên trong cầu vòng chính là bạch tiểu thuần hắn cuối cùng cũng tới nơi hắn đứng nhìn chằm chằm vòng triều tịch của tống khuyết không hề chớp mắt rồi khẽ nhếch miệng cười quỷ dị có vẻ như ngươi đang tiến triển rất tốt đấy nhưng mà ngươi nhất định phải chết giọng nói kiên quyết vừa dứt thì một luồng uy áp kinh người bão phát ra từ thân thể bạch tiểu thuần hướng thẳng đến trận pháp của tống khuyết tống khuyết ở bên trong cảm nhận có điều không ổn khiến cho toàn thân hắn chấn động liên hồi tập 96, lúc này trong lòng tống khuyết đang điên cuồng gào thét nhanh lên một chút nhanh hơn nữa đôi mắt hắn hẳn những tia máu quỷ dị đầy tức giận địa mạch chi khí trong thế càng lúc càng bị rút nhiều dung nhập vào vòng xoáy triều tịch của tống khiếm khiến vòng xoáy này như muốn triệt để hoàn thành oanh động toàn bộ thế giới bầu trời càng ngày càng mỏng manh tống khuyết kích động vô cùng chỉ còn một chút nữa là kế hoạch của hắn sẽ hoàn thành địa mạch đỉnh phong đã là cái gì chứ đây chỉ là bước đầu tiên của tống khuyết ta mà thôi điều mà ta mong muốn đó phải là thiên đạo chúc cơ chỉ có như vậy sau khi ta trở lại tông môn mới có đủ lực lượng mạnh để tranh đoạt huyết tử trung phong với gì nhỏ tống quân uyển của ta và cái tên huyết ma chết tiệt kia trở thành người áp đảo phe cánh của đại trưởng lão một trong tứ đại huyết tử của huyết khê tông gương mặt hắn trở lên vặn vẹo giờ khắc hắn mong chờ đã sắp đến quỷ nha và thượng quan thiên hữu bất lực nhìn vòng triều tịch của tống khuyết không chút suy giảm đã vậy còn có dấu hiệu gần hoàn thành. Thượng quan Hữu cắn răng chửi thầm, mẹ kiếp, xem ra ta không thể tiếp tục ngăn cản con hàng Tống Khuyết này địa mạch trúc cơ được rồi. Mọi thứ cỡ ngỡ đã kết thúc với sự hoàn thành lần triều tịch thứ 9 của Tống Khuyết, thì bất ngờ một vệt cầu vồng, xe gió mà đến. Bên trong cầu vồng chính là Bạch Tiểu Thuần, giọng nói y rét lạnh, "Tống Khuyết, ngươi đã muốn quấy nhiễu chín vòng triều tịch của ta, Bạch Tiểu Thuần ta làm sao có thể chín lần triều tịch của ngươi thành công được chứ?" Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần như thiên lôi truyền vào trận pháp. Hắn đứng trên đỉnh trận pháp bảo hộ của Tống Khuyết, cả người lấp lánh ánh kim dưới sự bộc phát toàn bộ của bất tử kim bì lực lượng thể xác của hắn triệt để bùng nổ cánh tay phải của hắn giơ lên cao mang theo vô số uy áp làm cho không gian trở lên vặn vẹo sau đó một đòn này đấm xuống trận pháp mang theo tiếng nổ dầm vang trận pháp lay động rồi xuất hiện những vết nứt vỡ quỷ nha và thượng quan thiên hữu nhìn một màn này mà kinh hãi bọn họ liên tục tấn công suốt vài canh giờ mà trận pháp không chút xi si nhê bạch tiểu thuần chỉ với một đấm đã khiến nó lung lay sắp sập tống khuyết bên trong trận pháp đã không còn trấn tĩnh được nữa khóe miệng của hắn đã học si bạch tiểu thuần đứng bên ngoài trận pháp khẽ nhất miệng lạnh lùng nói Ô, nó vẫn còn chưa có kết thúc nói rồi hắn liền hóa ra từ đỉnh lớn chừng mấy trượng cực kỳ chân thật xung quanh đỉnh khắc chi chít đồ án phù văn đạo quang bắn ra từ phía giọng bạch tiểu thuần rét lạnh nếu như ngươi đã không thể tự mình chấm dứt chín lần triều tịch của mình vậy thì hãy để ta tới giúp ngươi từ đỉnh theo lực ném của bạch tiểu thuần đập mạnh vào trung tâm trận pháp một tiếng nổ uỳnh vang dội khiến cho mặt đất rung chuyển từ đỉnh khổng lồ sừng sững phá nát trận pháp đập thẳng xuống người tống khuyết mặc dù gã ta đã kích hoạt ánh sáng phòng hộ bản thân nhưng chỉ tích tắc khi tầng sáng phòng hộ này va chạm với tử đỉnh nó lập tức tan vỡ trên bầu trời vẫn kiếm thế giới vòng xoay chiều tịch thứ 9 của tống khuyết cũng ngừng xoay tròn mắt thường có thể thấy nó bắt đầu sụp đổ đám người đệ tử của các tông môn chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều kinh hãi tống khuyết thất bại rồi chín lần chiều tịch của hắn lại bị bạch tiểu thuần trực tiếp cắt đứt ôi trời ơi đây sẽ là một mối hận thù còn vượt qua cả mối hận sinh tử đây chính là mối hận hủy đạo bởi vì con đường đại đạo của hắn đã bị bạch tiểu thuần cưỡng ép chặt đứt ở một hang động cách đó không xa cửu đảo đang tĩnh tọa phục hồi linh lực dù không muốn nhưng gã buộc phải công nhận bạch tiểu thuần ở nơi này đã là vô địch rồi quỷ nha vẫn chưa hết kích động bàn tay nắm chặt run rẩy hắn không thể ngờ trên lịch sức mạnh giữa hắn và bạch tiểu thuần lại lớn đến vậy thượng quan thiên hữu hít vào một hơi khuôn mặt hắn vặn vẹo tràn ngập sự đố kỵ ghen ghét bạch tiểu thuần nếu như không có ngươi thì mọi thứ lúc này sẽ là của thượng quan thiên hữu ta đấy tống khuyết tóc tai bù xù ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện hắn ta gào rú thê lương bạch tiểu thuần ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên thân thể lao ra trong nháy mắt lúc xuất hiện đã ở trước mặt tống khuyết toàn thân hắn lấp lánh ánh kim hai ngón tay phải nhanh như chớp hướng thẳng đến ít hầu tống khuyết trong tích tắc khi va chạm với thân thể tống khuyết gã ta cắn lưỡi máu tràn ra khóe miệng bạch tiểu thuần lập tức cảm thấy không ổn một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không tốt rồi máu từ miệng của tống khuyết bắn ra từ phía ẩn giấu bên trong đó là một linh lực cực đại gần như khủng bố trong nháy mắt khi bạch tiểu thuần chạm vào những tia máu này tiếng nổ rung trời bộc phát một đợt trùng kích kinh thiên động địa toàn bộ mặt đất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp san bằng. Tập 97, sau tiếng nổ rung trời, bóng hình Bạch Tiểu Thuần bị cát bụi bao quanh. Dù đã kịp thời tránh thoát, nhưng dưới sự bộc phát của cầu huyết, cơ thể của hắn cũng không tránh khỏi bị chấn thương. Khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Quả cầu máu này rốt cuộc là cái gì? Tống Khuyết không được may mắn như Bạch Tiểu Thuần, hắn ta bị thương rất nặng, nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô cùng điên cuồng, trên tay hắn cầm một miếng truyền tống ngọc phù vô cùng trân quý, tỏa ra ánh sáng vàng kim, hắn nhìn bạch tiểu thuần nói với giọng điệu khiêu khích có vẻ như ngươi không thể giết ta được rồi hãy để ta chống mắt lên coi ngươi làm sao để bắt kịp được ta nhé nói rồi hắn bóp nát ngọc phù trong tay cả người hóa thành vệt sáng đỏ vụt mất bạch tiểu thuần lần sau chúng ta gặp lại ta nhất định sẽ cho ngươi một cái chết thảm nhất tống khuyết được lực lượng truyền tống vây quanh dễ dàng thoát khỏi tay bạch tiểu thuần nháy mắt hắn đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm hắn nghiến răng cam tức hy vọng hắn sẽ không chú ý tới chết tiệt con hàng này tới quá nhanh chỉ còn cách có một bước cách một bước nữa mà thôi nhưng mà cũng không sao mặc dù ta không có đạt tới địa mạch đỉnh phong nhưng cũng vẫn có biện pháp để vượt qua bạch tiểu thuần chỉ cần ta thành công ta nhất định sẽ băm hắn ra bạch tiểu thuần không có ý định đuổi theo tống khuyết một linh cảm nhắc nhở hắn y có cái gì đó không đúng lắm bạch tiểu thuần bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ trong đầu tống khuyết nếu như đã có ngọc phù truyền tống đáng lý mà nói sau khi bị ta chặt đứt lần triều tịch thứ 9, lẽ ra hắn phải lập tức truyền tống mới phải chứ dù gì thì ta đã hoàn thành 9 lần triều tịch còn hắn bị cắt đứt ngang chừng triều tịch đang tan vỡ thời điểm đó là bất lợi lớn nhất của hắn vậy mà hắn lại quyết định không truyền tống thậm chí còn không ngại bị thương dùng huyết cầu đối phó với ta bây giờ nhìn lại chuyện này giống như là hắn đang muốn xóa dấu vết trên mặt đất sau khi bị ta cắt ngang triều tịch hắn không chỉ làm một chuyện mà là hai khi ấy trong cơ thể hắn triều tịch lần thứ 9 đang tan vỡ địa mạch chi khí tán loạn đây là điều bình thường nhưng điều khác thường là hắn lại nhanh chóng ngưng tụ địa mạch chi khí hóa thành cột sáng hất ngược lên trời cao giống như đẩy nhanh việc trả lại địa mạch chi khí cho thiên địa thoạt nhìn thì hai chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả nhưng nếu như suy xét cẩn thận thì có một vấn đề lớn hắn đang muốn giấu giếm cái chuyện gì đó thứ che giấu ở đây có thể là liên quan tới bầu trời hoặc là tới trận pháp trên mặt đất rốt cuộc thì con hàng này muốn ẩn giấu cái gì đây nếu như ta có thể đối chiếu đại địa ở chỗ này bây giờ so với trước đây thì chắc chắn có thể đoán ra được bạch tiểu thuần đi xung quanh khu vực đánh giá trước đây bầu trời vì có chín vòng triều tịch và do sự biến mất của đại lượng địa mạch chi khí cho nên mỏng manh hơn bây giờ rất nhiều nơi này kỳ thực vô cùng không thích hợp để địa mạch trúc cơ vậy mà tống khuyết lại quyết định chọn nơi này sau đó thì cố gắng xóa sạch mọi dấu vết bạch tiểu thuần bèn đi đến vị trí tống khuyết xếp bằng trước đó rồi ngẩng đầu nhìn trời cao vừa nhìn lên bầu trời thân sắc hắn đại biến hắn cảm nhận phía trên trời cao có một tia uy áp cường đại đây là để minh chứng cho điều này bạch tiểu thuần lập tức bay vọt lên phía trên bầu trời cách đó không xa quỷ nha vẫn chưa rời đi từ lúc bạch tiểu thuần xuất hiện gã đã vẫn luôn nhìn chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của bạch tiểu thuần vừa thấy bạch tiểu thuần có hành động lạ trong lòng quỷ nha lập tức dấy lên nghi ngờ hình như bạch tiểu thuần đã cảm nhận được điều gì đó khác thường ở đây tại sao ta lại không cảm thấy gì không biết bạch tiểu thuần đã phát hiện được điều gì phía trên bầu trời phải mất một lúc thì hắn mới quay trở lại chỗ hầu vân phi bạch tiểu thuần vừa chạm chân xuống mặt đất hắn đã không nhịn được kích động nhìn hầu vân phi nói hầu sư huynh ta đã trở lại phương lâm và đám người kia đã bị ta giết chết rồi đáng tiếc là tống khuyết cùng với cửu đảo đã chạy mất hầu vân phi nghe vậy thì khẽ mỉm cười bạch sư đệ không sao đâu bạch tiểu thuần tiến lại gần rồi nói hầu đại ca hãy ngưng tụ triều tịch ở chỗ này nhé ta sẽ giúp huynh gia tăng tốc độ hấp thu thấy tốc độ của hầu vân phi chậm chạp như vậy bạch tiểu thuần liền lên tiếng muốn giúp đỡ hầu đại ca để ta giúp ngươi triều tịch ta nghi ngờ thiên địa ở chỗ này có khí tức đặc thù nào đấy ánh mắt của bạch tiểu thuần không giấu được sự sung sướng chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ đi bạch tiểu thuần bắt đầu vận chuyển toàn thân tu vi đem vào lực lượng triều tịch địa mạch đỉnh phong của mình thúc đẩy vào người hầu vân phi trong ứng ngoại hợp đẩy nhanh tốc độ triều tịch của hắn ngưng tụ triều tịch trong lòng hầu vân phi vô cùng cảm động cảm ơn sư đệ bạch tiểu thuần nhìn hắn tươi cười nói đây chỉ là sư huynh đệ đồng môn trợ giúp nhau mà thôi hầu vân phi hiểu bạch tiểu thuần không muốn y mang theo gánh nặng tâm lý nên mới nói những lời xoa dịu này càng như vậy hầu vân phi lại càng thêm cảm động hắn biết những lời bạch tiểu thuần nói cho dù thật sự là như vậy thì bạch tiểu thuần vẫn có thể lựa chọn để cho mình có được cơ duyên này thật sự là không ủng phí lúc trước ta đã sẵn sàng hy sinh tính mệnh để thủ hộ cho bạch tiểu thuần hắn triều tịch thành công phía trên bầu trời những vòng triều tịch của hầu vẫn phi không ngừng vận chuyển dưới sự giúp sức của Bạch Tiểu Thuần. Hết tập 97, hiện tại bên Trung vẫn chưa update bộ này tập mới, khi nào có sâu sẽ làm tiếp nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.